Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2016. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đã bàn giao xong bộ bàn ghế Minh Quốc Đào cột 12 gồm có 6 thứ bằng gỗ gụ ta, gỗ Quảng Bình, một chiếc kệ tivi chân đục hồng và bốn cánh đục từ quý Tùng Cúc Trúc Mai tại gia đình anh Hạnh ở Lạc Hưng, Yên Thủy, Hòa Bình. Và đây không gian nhà anh đây rất chi là trong lành, thoáng đãng trong lành khi là xe của chúng tôi. Và tôi cũng chính là người trực tiếp đi bàn giao hàng. Đây quý vị đang thấy trên hình. Đây gia đình đang ngắm bộ bàn ghế mới như mình. Rất phấn khởi với cái sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đã bàn giao. Và hai sản phẩm kệ tivi và bàn ghế này được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đánh vác ly 100%. Và toàn bộ hàng bộ ghế này cũng như là chiếc kệ tivi là được chúng tôi đục chạm thủ công bằng tay. Bộ ghế và chiếc kệ này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Hạnh cách đây chừng tầm một tháng, hơn một tháng, và hôm nay chúng tôi đã bàn giao xong. Gia đình đang rất phấn khởi với cái sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đã bàn giao. Hôm nay là ngày rất đẹp, ngày 8 tháng 8 năm 2016, tức ngày 6 tháng 7 năm 2016 âm lịch. Đây quý vị đang thấy đây. Rất đẹp, anh Hạnh là người trẻ tuổi mà anh rất giỏi. Và đây là trên đường mòn Hồ Chí Minh. Chúng tôi đang trên đường mòn Hồ Chí Minh đi về nhà gia đình nhà anh Hạnh. Anh đang làm việc và công tác ở trên Hà Nội. Anh cũng là một thành viên kỳ cựu của diễn đàn ô tô Fun. Nên hình ảnh sản phẩm trước khi chúng tôi bàn giao cho anh Hạnh. Quý vị có nhu cầu liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo hai số điện thoại 0972 770 888 hoặc 0967 110389. Quý vị có thể nhìn số điện thoại trực tiếp ở góc trái phía dưới màn hình, chúng tôi để số điện thoại này. Và trong lúc chúng tôi đi giao hàng xong thì nhà anh cũng ở gần Đầm Đa, một khu di tích lịch sử rất chi là đẹp, và chúng tôi đã ghé ngang qua đây để lễ Phật và tham quan. Đây là khu di tích Đầm Đa, động tiên này, vào cửa cha ra cửa mẹ đây. Nhưng là đi giao hàng này là trực tiếp là tôi là chủ của đồ gỗ Thành Luân, rồi sẽ trực tiếp đi giao hàng những tỉnh lân cận vùng phía Bắc này. Và trên đường về, trên đường từ Đầm Đa về, chúng tôi còn đi qua đường mòn Hồ Chí Minh và có cái vườn na này rất đẹp, và chúng tôi đã vào đây để tham quan nhằm mua na quê này về dùng. Và thực sự chúng tôi đã dùng na tại vườn luôn, rất chi là thích, không khí rất chi là trong lành. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.